con đặt những cái giới hạn giới đức của mỗi người và tôi là muốn nhưng mà khi mà ứng xử thế này khi mà gặp những cái lỗi cái của giới khuyết điểm trong giới từng lỗi lớn lỗi nhỏ mình phải nhận thấy để mà sao nói nếu cái đấy là quá quan trọng để sửa ông tôi như thế nào cũng không phải biết nhưng mà mình không thấy lỗi để mà sửa thật nó nguy hiểm mình biết lỗi của mình so với người khác cái người đến đây người đến mình gặp trên đường thấy người ta phạm mạnh hơn mình là mình đã phải sám hối từ trong thân hành không phải ý hành trong ý của con xin lỗi thầy xin sám hối thầy con chưa thực hành cái đấy này không phải nói ra như tư thế đúng không phải quê đấy quê trước cái vị đó quý trưởng người đấy mới tha Đức Phật nói là mình giờ với Đức Phật ví như mà cái cây thụ á nó nhỏ cái cây trồng gửi nó bám lên trên thì có đọc các đoạn bài kinh không nhưng mà khi bật gốc nó không sợ hãi khi có một cây trồng gửi nó thấy cây đền dung người mấy thì vị thánh ở chung quanh cây đấy mà tại sao không ông bật gốc mà chết mà ông không sợ mà tại sao cái cây trồng gửi cái cây rớt trên ông lại sợ mà con sợ vì cái cây này sau này sẽ ăn khắp người con và lan vào khắp cơ thể của con sau này con sẽ đến chết hoặc cần như chết nguy hiểm cho con lỗi nhà đấy cây trồng gửi cái lỗi là trồng gửi đấy của cây nên Đức Phật mới ví như cái lỗi nhỏ nhặt giống như cái cây trồng gửi không người thấy lâu ngày nó ăn biết hoặc cần những cái vị có trí rồi bạch thềm giả hay bạch tôn giả hay thưa thầy đồng phạm hạnh tên hoặc là có vị nào hơn thì họ chính là họ vừa là bạn vừa là thầy đó hai nó hòa hai căn cứ thì khi mà vừa thấy bạn thầy nhau ở với ông ấy luật ông là thầy nhưng cuối cùng thì thầy trưởng lão là thầy cái ông ấy luật thầy con tư thầy nha thì Đức Phật nói là gần cái bậc đó mà xin là mình đến mình con thưa đại đức hay là thưa thượng tọa hay thưa quý vị đã hơn giới của mình ấy thưa hiền giả tôi đã phạm một lỗi này như vậy ấy. Tôi đáng bị đánh đòn đáng bị chỉ trích đáng bị tuyên án tôi như vậy là không là sống đúng phạm hạnh mong tôn giả luôn bậc đại chỉ trích mong tôn giả và các vị phạm hạnh hãy kết giới lại cho tôi và giúp cho tôi hiểu ra giúp cho tôi ý nghĩa là như nào để tôi không phạm nữa không tôi đã phạm một cái giới như vậy như giờ như vậy mình mới chỉnh sửa chỉ biết thì cũng cũng mình nói ra này thấy xấu hổ trái tâm quý mình nói ra thì một lời thân hành còn hành ý hành chứ khẩu nói ra thì mình cứ nhớ đúng cái người ta cũng lớn ta là thứ người ta hơn ta nếu như là thứ là không sợ chúng nó là không như là các bậc của chỉ như mình như chỉ chỗ lên bàn thì mình sẽ không tiến được sau là càng lui thì lui càng vào nữa rất là nhiều không hay thầy như con là phạm cái giới mà ví dụ chỉ tiếp lát với người nữ mà mang một cái tâm thích thú với người nữ và đêm mộng xuất tình là sầm uế chứ không phải để một kéo dài nào trẻ tình 3-4 tuổi không phải 3-4 tuổi sinh nhật mặc dù ông già 80 tuổi ông vẫn bị không mình chú tâm cái đấy quá rồi đến có khi nó là duyên nhân quả biết đâu cái người đó hay là cái nào đó nó tự nhiên nó đến nó hợp đến mình còn đến mình cũng cầm cái tay của mình động cái người của mình vô tình thôi mà nó làm cho mình khỏi hoặc đây là Đức Phật dạy trường lão triển khai này khi ra đến đường là phải nhắc hoặc là đối tượng thì phải nhắc nhưng mà khác giới là như mẹ chị như em gái mình nhắc như thế nhưng mà mình chú trọng cái bước chân mình đi chứ mình không để ý đến nó nữa mình nhắc cho cái tâm nó phải vào nhưng tôi đây còn cẩn thận lắm nha khi nào ra ngoài là phải đặt niệm trước mặt đặt niệm xá đi chứ mà hay đặt niệm quán vô thường hay là tự nhiên là xương trắng tất cả các pháp bản và nhân quả thế các thứ này giống là tác ý là rắn độc nó quỷ ma là thế thầy không giữ một xu một xèng cái chân đất đi mấy ngày ở Sài Gòn đến 3 ngày ở Sài Gòn đến đây làm gì ai dám đấy đây người ta đi tu người ta phải mang xe đẹp đi là đi ô tô đẹp này mang xe máy đẹp đi rồi ông suốt thế làm sao có phạm hạnh gì được có mấy vị tu sĩ nhìn con nhìn bắt đầu con xá chứ không phải họ cũng mua phật này chứ họ không bao giờ họ mua phật trước mình họ cũng cái gì mà có một cái gì đó nó cho cái ngã của mình ấy thì không bao giờ nó hạ trước đâu vì cái kỳ sẽ có những cái người mà chuyên về hạ ngã họ mới dám hạ trước rồi chứ tưởng ta đây là cái chỗ mà nơi ta về yên ổn với dục nằm trong tưởng điên đảo kiến điên đảo tình điên đảo tâm thế không nhanh là nó kéo nuôi theo rồi theo nữa thầy vợ gần con như thầy nó cần triển khai với thầy biết là không phải là đem mà dạy thì cái thầy cũng chính là đối tượng còn con cũng chính là đối tượng của thầy đúng rồi chúng ta cùng nhau học hỏi chứ không ai hơn ai mà đem ra dạy ai
Thì phải lấy cái duyên đó mà mượn đối tượng mà triển khai. Nếu không có đối tượng triển khai nó sẽ mơ hồ, trừu tượng. Nghe không làm sao, nghe không có người nó vừa giúp cạnh mình. Thầy thấy không, thời trưởng lão đào tạo A-la-hán phải mở biết bao nhiêu ngày tháng, phải nên chỉnh tu trưởng lão, phải chấm điểm thế này thế khác, phải nói bắt ra, phải viết ra dung định vô nậu, viết bài là định vô triển khai chi tiến. Mình đã có đọc ra đây mình có cái gì đâu, có ai đâu mà nói đâu, có nói thì phân cỏ lại. Đấy, cái điện thoại có hai đứa, nếu mà không kéo sử dụng, thứ nhất là cái hình ảnh như trên mạng. Thứ hai nữa là những cái ngôn từ ở trên mạng họ viết mình sẽ khởi cho mình sân, hoặc là những ngôn từ mình dùng mình dạy theo. Như có những vị hòa thượng thượng tọa họ đấu tranh trên mạng, họ chỉ có những lời của người đời họ tranh nhau đấu tranh vì cái gì đó, họ không nhìn ra nhân quả, họ lại xen vào nhân quả người ta, bắt đầu họ đấu đá trên mạng vì ba cái chuyện đó, vừa đã đem ra dạy người mà trong đó không ai cầu pháp mình. Đức Phật thực bị bỏ đi giữa rừng, là ngài an trú một mình, ngài đi tìm cái nơi mà đệ tử của ngài đến ngày giáo hóa, xong ngài an trú một mình, chẳng bao giờ ngài đi tranh nhận hơn thua với đời, chỉ có đời tranh nhận hơn thua với ngài thôi. Ngài thế đó. Sau cái tập 61 cuốn băng này có ai đọc ngày xưa còn đọc là có đi đồng lại đấy. Sau này họ triển khai cái đức hiếu sinh, do triển khai 20 năm đấy hiếu sinh nó rộng quá, bây giờ họ với Đức Phật, Đức Trưởng Lão ấy kê ra những từng hiếu sinh một từ năm cái giới đức hiếu sinh, toàn là đức hiếu sinh không, là một lòng từ 40 tâm rằng đức hiếu sinh là một tên khác của tứ vô lượng tâm, nó là tứ vô lượng tâm, nó là một tên khác của tứ vô lượng tâm, tâm từ đấy, những danh từ ngôn ngữ này thưa thầy mày không hiểu, gặp những người có trí hỏi nó là tên khác, là tên như thế nào rồi thông hiểu như thế nào, gặp người trí nếu mình trả lời sai thì người trí có trí sẽ phải trách. Vì sao? Vì khi mình đã không thông hiểu, mình đã vội quyết định nó là như thế này, quyết định nó là như thế kia, mình sẽ bị chấp trước, nó không chính xác, nó không có giải nghĩa được. Đấy, sợ nhất là những cái mình gặp chưa thông hiểu, không người giải thích. Rồi, hai người góp ý cho mình là vì mình không sinh ra từ thời Phật và cũng không có được nghe trực tiếp Phật giảng ấy, mà mình thành không có nói vọng ngữ, mình nguy hiểm, sợ nhất cái đấy. Nhiều người cứ quyết định là chéo chân này. Con với thầy biết, chúng ta nhìn nhau là chúng ta sửa cho nhau đấy. Còn nếu chúng ta không sửa cho nhau thì nếu ông mai mốt ông ngồi hai đối nó xay vào nhau, tự nhiên nó cứ xay vào nhau. Tự nhiên thế là con ngồi kéo này nó cũng chéo, nhưng mà ngồi làm sao nó có đẹp nhất này. Thứ nhất là thầy tôn trọng thầy, thứ nhất là thầy tôn trọng con đang ôm pháp bảo trong tay thượng vương bảo kiếm đang ở trong tay sát phạt bất kỳ người nào đang theo chúng ta. Với thầy đúng không? Ông thầy tâm chỉ ông đang ngồi ông ôm pháp bảo nha. Thầy Thanh Đức ngồi trên cao vỗ xuống ngồi xuống. Mời con bảo con mới giải thích cho thầy Thanh Đức này. Thầy đang ôm thượng vương bảo kiếm trong tay ấy, bày ra pháp bảo một tăng bảo phải ngồi xuống cái vị mà có một mình ông và là hai bảo đó. Phật bảo tăng bảo trong tay trong mình ông đó. Bây giờ ông đang ôm có tính pháp bảo và mình đã đang theo pháp bảo. Bây giờ mình ngồi cao hơn pháp bảo hay là mình có một cái ý gì xem thường pháp bảo là mình không có thể nào thâm nhập được pháp bảo đâu đó. Kể cả người cư sĩ họ đã ôm pháp bảo trong tay là mình phải tôn trọng họ, chứ không phải là mình xem thường họ là người cư sĩ đâu. Đó, phải khéo nhé. Rồi đấy, con từng ly từng tí một để con triển khai với thầy tâm chỉ hai con trên dưới thầy rồi hạ ngã rồi có lầm có lỗi thì cùng nhau sửa chữa, cùng nhau hạ ngã đấy, thân hành triệt ngã, khẩu hành triệt ngã, vô ngã pháp đó thầy. Nó triển khai với thầy làm sao nhất là trong cái tứ niệm xứ nó tưởng sanh khởi này. Nguyên nhân của tưởng sanh khởi, nguyên nhân tưởng diệt này, tưởng sanh tưởng tập khởi này. Nếu không biết tưởng sanh, tưởng diệt, tưởng tập khởi thì không bao giờ thấy được tưởng, không bao giờ phá được tưởng. Và 18 loại tưởng hiện ra này, phải có nguyên nhân sanh, có nguyên nhân tập khởi, có nó và có nguyên nhân diệt. Quán tánh sanh khởi, quán tánh sanh diệt, quán tánh vô thường, quán tánh là nó diệt được cái tưởng đó. Là từ sắc sanh cho đến sắc uẩn, từ có sắc uẩn sanh thì thọ uẩn sanh, có thọ uẩn sanh thì tưởng uẩn sanh, có tưởng uẩn thì hành sanh, có hành sanh thì thức sanh. Đấy đấy, con triển khai thầy để như thật là chúng ta triển khai không có một lời nào nạp bây giờ ra hóa vật tử, nói đầu nói đuôi nói triển khai miết cái cuối cùng cái cốt lõi mình cũng không nắm được, mình triển khai trên trời dưới đất mình dạy cho họ với thầy các có những cái cốt yếu mình nắm để mình diệt nó, mình không diệt được. Rồi thầy khi mà triển khai xong tôi thấy nha, cái thuốc thầy dùng nó giảm sẽ giảm rất là nhiều, nó sẽ không dùng nữa. Và cái mình tưởng nguyên nhân nó xanh mà nó sẽ trả cửa nguyên nhân nó xanh mà nó quét trên bốn niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến với bà thanh tịnh. Bốn niệm xứ này mà một khéo triển khai thì nó sẽ quét được ba pháp, mà không khéo triển khai trong tư thái nếu mà một mình mày mò cả đời
mày mò mỗi người liên cảnh không tới, không tới được đâu. Đọc thì đọc vậy rồi thì phải nhá, kéo về bốn loại định tứ nhân cần, đó là những cái gì phần thông suốt bốn cần, bốn niệm xứ ngũ căn ngũ lực ba bảy phần nó đạo. Giờ khi dứt bỏ này thân thân ngũ uẩn dứt bỏ, đấy, sắc thọ tưởng hành thức ngũ thiền cái phải dứt bỏ, thất kiết sử phải 17 kiết sử phải dứt bỏ, rồi những cái ngã mạn, những cái gọi là uẩn trong đó nó cần phải dứt bỏ, thấy không? Đấy phải cần thông suốt những gì nó cần dứt bỏ, những gì cần dứt bỏ. Mình bây giờ hỏi những ông mà cứ giờ cần thông suốt là thông suốt cái gì, tôi vẫn chưa biết, tôi chỉ hiểu danh từ là cần thông suốt những gì cần thông suốt. Khi hỏi đến chi tiết ông, giờ bây giờ cần thông hiểu những gì cần thông hiểu, ông nói cho tôi biết, ông trả lời cho tôi biết là những gì cần thông hiểu, pháp nào cần thông hiểu, không biết. Bây giờ các pháp nào cần dứt bỏ, không biết. Thế bây giờ cái gì tôi hàng ngày tôi tu để chú quả đã tu cho, và đến giờ tôi cứ thức giờ giấc theo cái ba gen, thế thực ra tôi cái lõi của nó tôi cũng chả biết, phải không? Cái cần biết tôi cũng chả biết gì, mà tôi chỉ thức thức thế thì tôi ngả đời với cũng chả biết nội trình đi đâu mà không, mà mình cũng chẳng niệm sinh khởi ra mình phải biết nó là cái màu xẻ nó cái niệm gì, thì càng thức quẩn nó mới khai tưởng, mà càng tưởng nó sợ thì thực thức mới nào, nó là như vậy. Thầy thầy vậy này, thầy vì thầy bị quá chú là một cái điện thoại, cho nên kinh nghiệm của thầy nó bị an chú ông này, cho nên thầy đấy, bây giờ con cũng mong là ai còn đi nghiên lý cho họ về họ làm cho mình, chỉ có tôi già thôi. Thầy bây giờ thầy đừng có quản biết cái gì giao cho người khác, giao thì ở đây giờ điện thoại của thầy mẹ thầy, thầy mà không có giờ có giấc á, thầy vô tình chẳng như ông đánh được một chiếc ba xe, thấy không? Do những duyên đặc biệt nó kém rồi này, mày phải chạy ngược chạy xuôi nó, do cái duyên chạy ngược về xuôi, do cái sợi dây kết sự nhỏ nhặt li ti này nó trói mình, thấy không? Vô tình cái mình nhân quả đến đủ, nhân chín mùi đến, bắt đầu mình đập vào đây và đập đầu vào chỗ này chỗ kia, bắt đầu nó xỉu chết luôn tại chỗ mà không biết an trú ở điểm nào, nguy hiểm vậy ấy. Mà khi mà có người thiện hiểu trí thức thì an trú thầy vào trong chánh niệm, an trú thầy vào cái giới mới gột rửa cho thầy ở từng cái thô, gọi là pháp thô đến pháp tế là như thế nào, rồi thô là như thế nào, tế là như thế nào, rồi tham thô tham tế, tức là thầy vẫn chưa thông suốt cái này. Thì thưa thầy, triển khai có biết thì tôi nói thế này thì nó vẫn ngược nói xuôi, nên là nói giống như thầy bói đờ vô ngoài, cứ đờ miết cái cùng luận này luận này kia, nhưng mà khi vào luận này, luận chính xác thì hành mới chính xác, luận không chính xác không hành không giờ chính xác. Triển khai mình vô lậu, nó phải đúng, không đúng là nó lại lệch, nó lệch cái sinh tưởng, nó sẽ không nuôi dưỡng cái phạm hạnh được, nó không duy trì phạm hạnh, nó lại nguy hiểm. Thế mình phải liên hệ khi mình triển khai đúng lòng, nhưng con triển khai không bao giờ còn dám đi bộ từ thành phố Hồ Chí Minh, con căn cứ làm sao ở đấy là đi bộ như nào, để kiên trì như nào, để hành như thế nào, để an trú chân niệm đó, và niệm kia mạch phải là an trú nào, không phải nào một đấy mà một người duy trì cái đời. Hai đêm thì ngủ chỗ nào thầy? Thầy hai đêm thì thầy ngủ chỗ nào? Ngủ ở một lần ngủ ở cái chỗ bức tượng của cái có một cái đầu ông Phật mà đánh cái quả bom ấy, chỗ đó nó là chỗ là cái đầu thuộc Đồng Lai, cũng được năm mốt hay được gì đó, năm mốt đây chứ đấy, đấy trên cái mình cái quả bom của Việt Nam Cộng Hòa. Vậy là hai tối à? Hai tối, hai đêm ở ngoài kia. Đêm qua thì là ngủ ở đâu? Đêm qua ngủ gần đây. Ba ngày hai đêm. Sơn ba ngày đêm. Ngủ ở Mỹ Xuân. Vậy ngày đi có thể hơn 20 cây. Từ Sài Gòn quận 9 về đây chỉ khoảng 70 cây. Mỗi ngày con đi được khoảng độ mười mấy hai chục cây. Có hôm thì đi nhiều dài dài, ngày không có chỗ nghỉ. Mấy đi không phải căn chỗ nghỉ, nó mệt, nó nắng nuôi. Nếu mà vị không có định tránh nhận mình giác, không khéo léo, an trú trên bước hành đi, nó loạn tâm, nó hoang mang, nó lo sợ, không chả biết nghỉ chỗ nào rồi. Con này lo chứ nhỉ, con trong con có một cái tấm vải, nó có mưa con ngồi ngoài đường con bố luôn, nó lo tấm giấc được. Khi mà không có nhà ở thì phải kiếm cái gốc cây, kiếm chỗ nào nhưng mà vẫn có một cái tấm tre của mình, tại vì an trú chứ mình không có nó là mình không thể nào mà an trú được nó đâu. Ngày trước đi là hay bị tìm nghĩ đi hay hỏi, nhưng không có nghĩ đi ở đi miết đi với thật chín ở đây. Còn bây giờ mình không phải đi tận 9 giờ đêm, mình đã có cái tấm đó, không có đó, thì tầm chiều bắt đầu mình kiếm chỗ nào đó, mình ngồi đó, cũng không phải nó mái nhà nữa. Trên đường nhà này, chỗ này không quan trọng nhất là khi không có cái tấm vải mưa là nó hay nào dao động, mình không có che mưa, nên nó mưa đột ngột. Thì còn đã lo sẵn cái tấm vải vàng chống mưa, là giống bất kỳ đâu.
đó là phải quay lại cái chuyện toàn nó lại lạc đà quá đi. Đó là mình để triển khai làm sao biết với cái loại định cái gì cần thiết mình triển khai cho thông suốt, mình thông suốt bắt đầu mình ấy mới mổ xẻ, mình phải phân tích, mình mới làm cho rõ được. Còn nếu mà không thông suốt cho thầy, mình hỏi người cảm người, bởi vì cho thầy nha, khi thầy mới con triển khai mở đi vào cái bờ tán đất tránh kiến, hỏi thầy rõ ràng ra như thế nào là tránh kiến, tránh kiến làm sung mãn nhỉ, từ con mắt tránh kiến, cái tai nghe tránh kiến, gọi là sáu căn hành bát chánh đạo, nhãn nhĩ tị thiệt thân ý sáu căn hành bát chánh đạo, nhãn hành tránh nhĩ hành tránh kiến, tị hành tránh kiến, thiệt hành tránh kiến, thân hành tránh kiến, ý hành tránh kiến, rồi nhãn hành tránh tiêu di, nhĩ hành tránh tiêu di, thiệt hành tránh tiêu di, thân hành tránh tiêu di và ý hành tránh tiêu di, đúng không? Sáu hành tiêu di này, rồi sáu hành tránh ngữ, sáu hành tránh nghiệp, một con mắt cũng nói lên một điều, phải không? Khi mà thầy nhìn ngôi sao, biết là thầy đang nhìn ngôi sao, nó nói lên cho người ta biết đó. Nhưng không phải vì thầy, nhưng mà thầy chuyên về cái này, thầy rất thích thú lắm, mà thầy không triển khai được cái này, nó nhàm chán. Hoặc khi mà con triển khai ra rõ sáng tỏ như thầy, con làm nó bắt được. Khi mà con hỏi thầy á, bộ lão thầy nó làm việc, thầy chú tâm vào con thì thầy sẽ không bao giờ bị buồn ngủ nữa, vì thầy có đối tượng là ngủ nghỉ có giờ rất có thời gian, thấy không? Đây là phải định cho thầy về cái bát chánh đạo. Chúng ta tu học theo cái lý tránh tư duy của một cái người, ví dụ như con là một cái vị mà hiểu sâu, hoặc thầy là một cái vị hiểu sâu về bát, về cái nói lục sơ lược cả chừng não gom cả cổ Phật, lấy một cái trí vô sư của mình để mình cho mình thông hiểu, nhưng mượn một cái đối tượng nữa làm cho hai người thông hiểu, thấy không? Thì con sẽ theo cái vị đó, bởi vì chính cái vị đó họ làm cho họ thông hiểu, lại họ làm cho người khác thông hiểu, giống như thì khéo xung khói, vị đa văn khéo làm cho mình đó là gọi là bậc chân nhân, trên cả bậc chân nhân, nó thuộc bậc chân nhân là trên cả bậc chân nhân, khéo làm cho mình thông hiểu lại giúp cho người khác thông hiểu là bậc chân nhân trên cả chân nhân đó, thì làm cho thầy thông hiểu, làm cho thầy thông hiểu. Ví dụ như lại hỏi về thầy này, thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, thọ bất khổ, nó được sanh ra từ đâu? Thầy biết không? Lạc là vui mà khổ là buồn, nửa vui nửa buồn, nó chỉ nằm ở trong tâm sinh ra, thì thân với chịu. Nó có mấy dạng thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ, mấy dạng? Ngày không ra nhiều thì quên. Thì mình cứ đoán đi. Mình đoán thầy nói chung chung ấy, nhưng mà khi mà được con ấy thì con sẽ gọi là cân chỉnh lại và làm cho nó rõ ràng sáng tỏ cho thầy đã. Khi không hiểu lơ mơ thì tránh kiến, khi mình hành biết ngay thầy. Khi mà thầy hành cái thì thầy có tránh kiến hay không? Cái lạc vui thì có khi vui trên thân, có khi vui trên khẩu, có khi vui trên ý. Nó hành mình làm cho mình ngay. Nó có mấy dạng, nó được chia làm mấy dạng? Con nghĩ con không hiểu, chưa hiểu sâu đâu thầy. Vậy nếu mà thầy không hiểu sâu, thầy nói sư được, thầy nói là thanh đức chỉ hiểu ở lần này giờ chưa, nếu mà sư biết, sư có thể triển khai thêm để cho thanh châu có thể để cho dư thanh châu có thể hiểu hơn và làm sáng tỏ hơn. Đúng rồi, đấy. Con nói là con chưa hiểu đúng không thầy? Đấy. Chúng ta vừa hạ ngã này, chúng ta lại vừa ví dụ cho con hỏi con hiểu chưa sâu nhá, con hiểu là mà con chưa hiểu sâu, thầy Thanh Châu nếu có hiểu sâu và thầy có thể đào sâu và làm cho con sáng tỏ cái điểm này, thì thầy có thể làm sáng tỏ cho con học hỏi thêm. Yeah. Đó. Thì chúng ta vừa hạ ngã là chúng ta vừa là học hỏi sáng tỏ và nhận sâu vào đó. Đó. Ví dụ như con người hiểu cho thầy nhé. Thọ lạc có khổ, thọ bất lạc bất khổ nó chia làm hai vế. Một là vế vật chất, hai là vế phi vật chất. Thầy thấy không? Lúc nào cũng triển khai đó. Cái đức chẳng hạn giữa Phật nó này. Thọ này do vật chất sanh này, vật chi phối của vật chất này, tưởng là do vật chất sanh này. Ví dụ như mình ăn uống này, thọ lạc này, do vật chất này. Thọ lạc không phải vật chất này. Đúng không? Nó có hai thế. Vậy cho hai bế là hai bế bổ dục và tham dục. Một là phi dục. Bổ dục. Một là phi dục, hai là dục. Thì mình phải chiến vào hai bế thì con phải cho sắc kỹ. Khi mà hiểu về điều này chúng ta mới hiểu rõ ràng chắc chắn. Và vậy con mới thầy phải đào sâu. Bây giờ mình khi mình hiểu sâu rồi thì mình hiểu khi mình đang ngồi như thế này, nó thuộc dạng tự nhiên, cái trạng thái lạc nào nó đến mà mình không biết dạng này là vật chất hay là dạng là phi vật chất, đúng không? Thì đang đi dục hay dục, dù thầy đang ngồi nhưng mà cái tư tưởng thầy nó đang ở dạng nó nhớ đến một người nào đó, nó khỏi lạc,
mà lạc lại thuộc vật chất, lạc lại thuộc phải pháp. Pháp này là tháp pháp gì? Pháp này thuộc pháp dục hay là pháp không dục? Đó, mà nó sanh. Đó, nếu mà thầy không hiểu thì bây giờ nó cứ khởi nhớ người này, nhớ mẹ, nhớ con, nhớ anh em hay là nhớ bạn bè này kia, nó lúc thì nhớ chẳng thấy buồn này, nhớ lúc thì nhớ chẳng thấy vui này. Thì ba lại Đức Phật nói là nếu thắng trí ba thọ lạc thọ khổ, cứu cánh đi thẳng vào đấy bà, đoạn tận khổ đau. Bởi vậy mình thông suốt những gì còn thông không suốt, nó hay lắm, nó đâu có phải là tầm thường này. Nó một là vật chất, hai là phi vật chất, rồi thọ lạc vật chất là như thế nào. Thọ lạc vật chất là do ăn uống, do sáu căn tiếp xúc sáu trần, vâng, vật chất là sắc. Rồi thọ phi vật chất nó do ly dục với pháp, ly dục là như nào, và những vật chất do giới hạnh, do giới đức, và ly, vâng, và giới và ly. Ly dục căn cứ trên giới, tất cả căn cứ trên giới. Một là có chia làm hai vế, một là nội giới, hai là ngoại giới. Bây giờ thầy phân tích là nội giới chỗ nào, ngoại giới là đó. Bây giờ đi sâu vào bên này mình biết là thế nào là nội giới, thế nào là ngoại giới. Vâng, thường thường người ta phân tích bây giờ nội giới không biết, ngoại giới cũng không biết. Đó, không có sắc sanh như nội sắc á, ngoại sắc này, nội thọ ngoại thọ này, nội hành ngoại hành này, nội pháp ngoại pháp, sắc thọ tưởng hành thức, nội sắc thọ tưởng hành thức ngoại. Vâng, nếu mình không chia không nhau, không phân tích, không cắt nghĩa, không giảng giải thì mình sẽ hiểu lơ mơ, hiểu mù mờ, mà mình cứ nghĩ mình đang hiểu rõ. Mình phải hiểu rõ cái thân vũ quẩn nó đang hoạt động như thế nào. Mà không hiểu rõ cái thân vũ quẩn hoạt động, mình cứ triển khai miết thì mình cứ tự trí, cứ tu tập theo giờ giấc của ba rèn đó thôi. Nhưng còn mục đích mà để mục đích triển khai giờ giấc để làm gì cũng chả biết. Không, để mục đích giờ giấc, mục đích của giờ giấc nó làm gì, nó làm chủ cái gì, nó hoạt động cái gì, đúng không thầy? Mà mục đích hoạt động cái gì? Ví dụ bình thường là làm sao là để thấy được vô thường khổ vô ngã nhỉ? Mà vô thường khổ ngã, mục đích của thấy vô thường khổ ngã là lấy cái gì để đối trị cái thân là nó lầm chấp, nó vô thường khổ ngã. Thì bây giờ mình triển khai, đây còn triển khai sơ qua nhé, xong này thầy triển khai nhỉ. Bây giờ thường thường nó lầm chấp, nó ăn ngủ phi thời, đúng không? Nó ăn ngủ theo cái ý muốn của nó, lầm chấp của nó. Nó ăn ngủ nó không có giờ giấc, nó thích ăn lúc nào, nó thích ngủ lúc nào, theo ý muốn của nó là nó làm chấp. Nên bây giờ mình muốn không làm chấp thì là làm nào, thì mình phải lấy giới luật để cho nó làm cho nó không bắt nữa. Ăn giờ này, ngủ giờ này, thức giờ này, không làm cho mày làm chấp, làm cho mày hiểu biết này, mày làm chấp thì mày chạy theo cái luật vô thường này, mày không thấy luật vô thường thì mày làm chấp, mày thấy luật vô thường thì mày phải làm chủ ăn ngủ độc cư giới luật thì mày sẽ không làm chấp nữa. Bởi vì thấy vô thường thì ta mới làm chủ được mày. Mà mày thấy thường hằng mà không vô thường thì mày sẽ ngủ nghĩ với thôi. Thì mình nếu mà mình không giảng thì hiểu cho cái tâm mình nó hiểu như thế thì nó sẽ không biết quý trọng giờ giấc thời gian, nó cứ ăn ngủ nghỉ phây thời, nó vẫn làm những điều không có hữu sự, hơn làm điều hữu sự không có vô sự được. Mày hiểu không? Phải làm hiểu, cái tâm mình nó không hiểu nó không bao giờ vô sự được đâu. Mà nó không hiểu rồi nó thấy được nguy hiểm, thế nào là nguy hiểm, thế nào là sự nguy hiểm trong các lỗi cho nhặt, nguy hiểm trong lỗi cho nhặt, lỗi nào đấy, thế nào là lỗi cho nhặt, thế nào là không phải lỗi cho nhặt, thế nào là lỗi lớn. Thì trong cái giới mình phải phân biệt, phải có người có trí, chúng ta cùng nhau triển khai, chúng ta từ bậc phàm phu ít học, kém nghe ít học, nhưng mà nhờ thân cận bậc trí, nhờ thân cận những bậc đa văn hay bậc thánh thì hạ á chúng ta sẽ cùng nhau triển khai một xé thành, thế cho nào chúng ta càng ngày càng thông hiểu. Chứ không phải ai hiểu mai mốt nói ra, nhưng còn có trí họ không nói đâu, nhưng họ nằm cười mình chết. Chỗ ông thùng nạc ông dưới nọt như thế, nhưng mà nhìn thấy đời sống của mấy ông này xem, vâng, nó phải bán cày mình. Rồi ông kiểu học đấy, người ta lúc ông người ta bên ngoài ta nhìn hết, có những người ta học rồi nhưng người ta bị rồi nó kéo vào trong đầu người ta vẫn nhớ, vẫn biết. Nó không vượt qua được không? Không biết. Nhưng mà nó không có cách vượt được thôi, nhưng mình có học hành, tại sao mình không? Mà tại sao mình hay như cái hàng ngàn năm, biết bao nhiêu triệu năm có như con cá, như con rùa mù, tiệm bóng cây, tiệm biển khơi, bây giờ chúng ta gặp một đạo pháp này, sao chúng ta không chịu triển khai với nhau? Mà mình đã ngu dốt, tại sao mình không triển khai cho nó thông minh này, đúng không? Để cho cái IQ của mình nó mở ra đi, nó không có đóng lại nữa. Bây giờ thầy nhé, từ cái nội giới, giới là nào? Giới có hai phần, một là giới bên trong, hai giới bằng lỗi ở bên trong, ngoại giới bên ngoài. Thế bây giờ nội giới có những phần nào, ngoại giới có những phần nào, thầy nắm bắt được không? Và thầy không nắm bắt được, nắm bắt không rõ thì con nói luôn cho thầy, mới nói luôn cho biết là nội trong là bên trong mình sinh khởi, mà bên ngoài nó tác động đến, chỉ có biết vậy nhưng mà nó chính như vậy, từng cái màu xảy ra từng cái. Mà cái ngoại giới là cái ngoại giới thế này ấy, là nó phục vụ cho nội giới. Đúng rồi đây nha.
nhãn giới là con mắt, sáu căn, sáu trần. Thì bây giờ con phân tích cho thầy, thầy mình nhớ lại đó là sáu căn sáu trần. Còn không có người phân tích cho thầy, trước kia con không biết, con chỉ nhớ là cái từ sáu căn này, từ căn mắt này, thấy sắc này, từ cái thân này, dạ, nó mới sinh ra 250 giới, thì kéo dưới nhau 10 giới, nó là ngoại giới, nó từ thân thể giữ, phải không? Sáu trần là ngoại giới, sáu trần là ngoại giới, phải không? Khi phải phân tích thì mình mới rõ là không biết là phân tích, không nhấn mạnh nhé, thì dòng sơ sơ qua. Còn khi trước kia cái ý giới quan trọng nhất thì người ta bảo là tại sao giữ giới luật sanh chi kiến, con thì chẳng khai với ông kia, ông không hiểu như nào, mà ông nói là chi kiến giới luật khác, rồi con mới phân tích nội giới ngoại giới cho ông đó. Bây giờ tôi hỏi này nhé, bây giờ chi kiến từ giới luật sanh và giới sanh như thế nào, nó gọi là chi kiến sanh nào, không phải chi kiến, thầy hiểu không? Giới luật sinh chi kiến nhé, làm sao mà chi kiến sinh thì nó là thì nó đi ngược, nó thành lý tưởng nữa. Anh không có sẵn, nó có sẵn là khói tưởng, chứ còn khi mà anh mà có, cũng như các vị thuyết pháp rất là nổi tiếng mà đông Phật tử như vậy, ví dụ như là thầy Trân Thành, thầy Trân Quang trưởng lão nói là máy sẽ cơm học từ thầy nói gì mà thuộc thầy, thưa giới thì chưa giữ được. Bây giờ con với thầy triển khai những cái vị nói là nói giỏi nói ngược, nhưng mà không qua mặt được con với thầy. Đúng rồi, con đã triển khai với thầy thì chắc chắn như đinh đóng cột, không thể nào qua. Bây giờ con mới triển khai nội giới ngoại giới nhá. Bây giờ giới triển khai thì chỉ kiến đây này, con mắt mình tiếp xúc tới trần sanh ra cái biết, một là biết ác, hai là biết thiện. Một cái ác là có bị của mình, cái biết mà thiện á được gọi là mình, đúng không? Thì có từ con mắt nó cũng sanh chỉ kiến, cái tai nghe cũng sanh chỉ kiến, cái sáu căn thọ tiếp xúc với trần cũng sanh ra chỉ kiến. Bây giờ cái chỉ kiến nằm đâu? Từ ý thức, ý giới, có phải ý giới không? Thế bây giờ cái chỉ kiến nó từ giới đẻ ra giới, mà giới đó là giới của cái ý thức, giới ý giới, phải không? Bây giờ cái ý giới là từ chỉ kiến, chúng người đã bảo chỉ kiến khác nó phân ra cuối cùng. Bây giờ ông Phật ông cũng từ cái chỉ kiến của ông nói ra cho mình là một cái giới vô minh, thì ông Phật ông là giới minh, giới của ông là giới minh chứ không phải là giới vô minh nữa. Thì bây giờ mình triển khai, mình được nghe lời ông Phật hay được nghe được đức trưởng lão triển khai, thì bây giờ mình từ giới vô minh được nghe cái giới này kết nạp với cái giới kia, cộng lại qua cái sự sàng lọc hiểu biết của mình trở thành giới minh, đúng không? Nếu có cái sự hành trì của mình nữa, bắt đầu khi giới minh hiểu rồi, bắt đầu mới giới hành minh, đúng không? Giới là hành minh, mình đã sang dưới cái hành động của giới là hành động của sự sáng suốt, mình vẫn chỉ tại được cảm động được triển khai, thì đó là giới hành minh vẫn sáng suốt trí tuệ. Cái hành động của thầy bây giờ thầy hiểu biết, nhưng mà cái hành động của thầy mà vẫn giữ được cái tập khí mà thầy không chịu hành cái hiểu biết rồi, và thầy hành cái hiểu biết của thầy nó khác. Mà có người giới cấm thủ thì sao? Nó vẫn giữ, nhưng mà cái hiểu biết của nó giữ giới, mà lại có người lại hiểu biết nhưng lại không chịu giữ giới, có hiểu có nghe nói là khổ, như này hành như này là khổ, nhưng vậy nó nghiệp lực của sự vô minh, hành không tới nơi thì hành một phần thôi, ngày nghe nó cũng bỏ nó, nhưng mà bỏ phần nhỏ, còn những phần thâm sâu trong nó không bỏ hết nữa. Còn những lại ví dụ như mình tham dân đi ngũ trần cái và thất kết sử 27 cái sử, thì còn những và bỏ phần thô và phần tham si phần thô, còn những cái phần sợi dây kết sử và tham kết sử, sân kết sử, thân kiến kết sử, nghi kết sử, giới cũng thuộc kết sử, tham sân kết sử là năm học bằng kết sử, những cái kết sử là phải nhớ hết tên về thông suốt những cái giới kết sử là do nhân nào, do duyên nào sanh ra. Bảy cái sở, ái cái sở, sân cái sở, nghi cái sở, mạng cái sở, kiến cái sở, nghi cái sở, vô minh cái sở, mạng vô minh, không, mạng, chấp đối, vô minh. Mà về thông suốt hết cái này thì thầy mới tổ chức trận đánh hay tổ chức giàn trận, bắt đầu mới lúc chẳng ám gọi là mở mặt trận chiến đấu. Vì thông suốt bốn ở đỉnh, thông suốt cần thông suốt và chưa thông suốt phải làm cho thông suốt, và không còn gặp suốt phải tìm người có được chi kiến đó, bắt đầu cùng nhau triển khai, hay là gần người đấy hỏi nói cho mình để mình về mình triển khai. Đấy, bốn rồi định phải tập nhờ khi thông suốt hết tất cả sự rồi bắt đầu mới học cách đấy, dàn trận tập dượt tập binh. Trường lão nói dàn trận để đánh mà có thao được, phải có chiến lược, thế nào là thao được, thế nào là chiến lược, thế nào là mở mặt trận đó thầy đem. Còn có thể nghe là nếu càng nghe người triển khai đúng, càng nghe càng thích, càng không muốn ngủ, càng muốn triển khai được và thức pháp cả đêm. Ngay nói thầy hồi trở lại tí đã qua rồi, cách 4 năm nay thầy lên núi thăm con cùng với sư Minh Tuệ, ngày nay là rất nổi tiếng trên mạng luôn.
Nhưng mà nếu bằng ấy ngày ông đi mà không bao giờ nói được những cái từ ngôn từ như vừa rồi không? Không nó nói được đâu, có người hỏi chết nó nói được. Không bao giờ. Nếu có người nói ông nói, nhưng mà nói một câu từ gì là đã nghe thầy trò mình đã nghe là không thể qua mắt được. Không qua mắt được. Là ông tu cỡ nào biết, cũng giữ giới nhau như vậy, cũng các pháp hành như vậy, cũng đi trên đường là xin ăn như vậy, thầy cũng đi xa bộ như vậy, nhưng mà thầy nằm cũng nằm trong hẳn trong. Bây giờ giấy tờ thầy đủ rồi, giáo hội thì kheo rồi, mà cũng đi bình thường, ăn học như vậy. Nhưng để nhớ những cái ngôn từ như là thất kết sử A 37 phần đạo, ngũ căn ngũ lực, thất chất chi tích bồ đề là không kiệt, chưa chắc tiền. Không thấy nó nói, không có thấy ai hỏi đâu rồi. Vừa vậy con thầy nhá, thầy có chân dương pháp lớn, mà nó có tên tầm cầu, gọi là trân trọng những người trí thức. Đấy, vậy nên là con rất vui mừng khi thầy về đây, con mới thấy là ông thầy con lại hỏi thầy, và thầy đi từ đâu về, mà thực sự còn. Ba ngày thì thấy đã thấy là phục sát đã trở thành cao đấy, đi đâu ngủ đấy. Thế mà nhưng mà rất hay ở cái đoạn là mình đang tu, nhưng mà rất có phước ở cái đoạn là họ bị xã hội cô dày. Còn nói thật với thầy ấy, mà gặp một ông thầy, mà gặp cái người họ biết chỉ là cư sĩ thôi, họ biết pháp của thầy ông mảng tí mà ông hỏi sâu về cái này chắc tịt không dám nói. Vì nhìn qua là biết mà. Và bây giờ thế này không nói được như thầy. Bây giờ đám cư sĩ còn hỏi ngược hỏi xuôi, bây giờ ông hỏi chỗ nào, ông lộ trình nào? Ông ở xưa, ông kể cả sơ thiền, tứ thơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ông ở mức độ nào, ông nói mức độ vào sơ thiền, ông vào nói cũng nói tầm tứ thì nặng nhất tâm, khi nói tầm tứ thì tâm tứ hay nặng nhất tâm nhé, ông vào trạng thái nào có tầm, trạng thái nào có tứ, mà tầm tứ nào, tầm tứ nào ở trong trạng thái tu thiện pháp như thế nào, nó có tầm nào, rồi tứ nào, tứ nào cần phải tác ý như thế nào, ông nói tầm tứ thì nặng nhất tâm, tôi nói ông vào trạng thái như nào, bây giờ quý cũng không nói pháp quý ở trạng thái nào, nhưng mà quý chỉ nắm bắt được cái cơ bản. Thì nói ông ở trạng thái nào, tầm tứ khi nào, khi là tu như thế nào thì xuống mạng tầm, khi tu xu nó mà tứ xuống mạng tứ. Ông nói ông cũng nói ra văn này đó, nhưng tôi hỏi ông tu xuống mãn tác ý như nào, khéo léo như nào, phải chạy pháp như nào, phải sống như thế nào, đời sống phải như thế nào, phải có tầm của tứ như vậy, phải xuống mạng tầm tứ thì là như tầm. Bây giờ phải trước khi họ nói con hỏi thưa thầy nhé, họ cũng nói tầm có sơ thiền là gì, là tầm tứ thì là như tầm, cũng đuối hết như vậy. Đấy là cái đó là cái hành của ông học theo nhai đại đầm đã người ta. Mà khi mà tôi đi sâu vào tôi đạt được cái này, hay là tôi đã chuyên sâu vào cái này, thì ông nói qua đây tôi hỏi trách nhiệm ông tầm như là trạng thái nào, là cái tầm này là tầm có tưởng, là tưởng thiện hay là tưởng ác, mà tưởng thiện là như thế nào là tưởng thiện, tầm tưởng thiện và tầm tưởng ác là như thế nào. Rồi khi phải phân tích cho tôi về cái tầm này ở trạng thái như thế nào, thì nó có cái tầm này ở niệm nào sanh ra, tầm này do niệm nào sanh ra, tầm này do niệm nào sanh ra, mà niệm nó là ở đâu sanh ra niệm, mà niệm nó là thuộc niệm ác, phải ngăn gì ác pháp như nào để sanh ra niệm đó. Nó có bài bảo là nói thất độ cao chứ không phải là ông thu vớ cái gì ông nói có hơn là mà nãy tôi nói chuyện bạch với thầy đấy, cư sĩ lên đây đối chát này, con nhập vào tứ thiền, con nhập vào tịnh chỉ hơi thở được bao nhiêu phút, con chả nhớ thời gian nào, nhưng mà đây sống cư sĩ vẫn chưa đủ được giới là nát chứ gì, nát giới bây giờ này a la hán rồi, nhưng đấy là tịnh chỉ hơi thở thời gian hai lần rồi còn tiền cũng không giữ đồng nào, con tu theo đời sống gia đình để chúng cái gì, còn ở vợ và còn mấy vợ nó không tu theo pháp này mà nó còn dâm dục thì thế nào, dâm dục con trèo thế này là láo. Cư sĩ Sita ở thời Đức Phật hoàn toàn không có vợ con. Rồi hai nữa là ông muốn nhập, ông nói trong cái sắp chết đến nơi rồi mà họ không biết được, nằm trong tường nói láo, nói phạm hạnh mà xong cái đó mà nói như vậy sẽ nó bị đọa lạc đọa đấy. Và là khổ, Đức Phật là trong thầy con nhớ Đức nó giảng lấy pháp thánh mà đi giảng dạy mà mình chưa đến đâu là phỉ bạn thánh pháp, việc này còn nặng hơn, tội này còn nặng hơn cái gì, mình nói láo bình thường, còn nói láo bình thông thường, còn nói láo mình đưa chánh pháp của Phật và mình nói mình tu chứng thế này thế khác, nó bảo ngữ. Ở dưới kia một người cô 71 tuổi về cũng là người mà thì người Bắc Giang mình thôi đấy, Hải Phòng đây, đây cư sĩ vừa rồi bảo con ra cùng với một cô con gái của bà 95 tuổi độ vào Niết Bàn, như thế là Niết Bàn. Đúng rồi. Thế nào là Niết Bàn? Đúng rồi, thầy hỏi tận nguyên cái cứ Niết Bàn lấy gì làm căn cứ? Lấy gì làm tương ương? Tương ương. Vâng. Rồi Niết Bàn lấy gì? Rồi đời sống tiếp. Cô đang bệnh tật, cô cứ lắc đầu cái chó
tất cả phải có căn cứ thôi. Nói lúc nào vuông tay vuông chân thì cô bảo cô quyết thù ở Nhật Bản, thầy mật hạnh đã chứng đạo rồi, thầy pháp ni chứng đạo rồi, thì con cứ lấy căn bằng bảo thử thế thì thôi. Rồi nói là gì nữa cô? Bảo lấy cái thư thầy điểm chưa thấp thì không qua mắt được. Qua làm sao được những cái lời chi kiến như mình được? Nhưng mà thôi nhẫn nhục tùy thận một lòng, kệ ta, mình nói ra nhiều người ta buồn có, để cho người ta tu thì cứ phạm theo người ta, nhưng mà mình nhắc nhở rẻ dần cho họ để họ biết thôi. Đúng rồi, nhưng mà thưa sư, ví dụ như mình để phải mất công mất thời gian, mất thời gian của mình tiếp công họ, tôi hỏi ông, tôi hỏi trách nhiệm ông, nếu như ông không thông hiểu đến nơi, tôi có thể làm giúp cho ông thông hiểu. Giống như Phật ấy, có người tuyên bố Đức Phật, những phạm hạnh của Sa Môn Tích Tử, những pháp của Sa Môn Tích Tử tôi đã thông hiểu, tôi đã xong hết, do vậy tôi bỏ. Do vậy mấy vị tỳ kheo kia mới đến chắc vật cật vấn ông này, mấy vị tỳ kheo này, giờ bắt đầu mới con cũng không nhớ tên lắm, thì thấy ông này nói không đúng vấn đề Phật giải. Đức Phật đã nhiều dùng phương tiện mà nói mà ở này đã hiểu khác, thế là đến nói Đức Phật được thánh Đức Tôn, vị tỳ kheo này chấp chặt cái thử về cái kiến đó, thử về kiến đó, thì mong Đức Thế Tôn, con đã khuyên rồi mà vị này không có bỏ đi, xin Thế Tôn hãy vì lòng từ mẫn mà đi đến khuyên vị này. Thì Đức Phật mới đến khuyên, lần này ông có phải ông nói là pháp mà ông hiểu của Sa Môn Thích Tử ông đã được ông hiểu như vậy, đã được ông biết như vậy, đã rõ ràng như vậy, rồi ông bỏ, thì ông này chứng nhận mới bạch Thế Tôn vâng, xác nhận như vậy, vậy ông hãy trình bày cho tôi về thế nào là Sa Môn Thích Tử phạm hạnh như thế nào, ông hãy trình bày, không trình bày được. Đó tôi đâu mà nói hành, tôi đâu mà nói được thầy. Ông này nói là ông cũng im lặng, Đức Phật lại bàn, nếu như ông không thông hiểu, ta sẽ làm cho ông thông hiểu. Nếu ông thông hiểu đúng như thật, ta sẽ hoan hỷ cùng với ông. Ta nói đâu? Nhưng ông này cũng không nói được, sao mấy cái vị ngài đạo Bà La Môn nó đưa vào nó chỉ trích, nó chỉ trích nói với ông này là vị này không thể nào mà nói nên là cũng như mà chưa thông hiểu mà nói đã thông hiểu đấy. Đức Phật nói những cái vị này họ khi mà như vậy đến như vậy nói như vậy là họ không thể nào mà mình mở miệng nữa, nó còn nói sơ qua như vậy. Đấy, như vậy là mình thấy rất là nguy hiểm. Như vậy khi mà được mà hay, và tại sao con nghĩ gần Đức Phật, được Đức Phật giúp đỡ như vậy, nếu mà mình không thông hiểu, Đức Phật đã nói là ta sẽ làm cho ông thông hiểu. Từ thời đấy thế mà còn không sinh ra từ thời cùng Đức Phật là khó, mà Đức Phật nói ta sẽ làm cho ông thông hiểu, thế mà không chịu nghe các thầy. Ví dụ như thưa thầy nhé, ví dụ một cái Đức Phật ngồi ở đây nhé, Đức Phật nói là ta sẽ làm cho ông thông hiểu, nếu như không thông hiểu như vậy mình không thông hiểu ngay đâu, Đức Phật làm sẽ làm cho thông hiểu mà không chịu bỏ cái ngã tác động đi. Tác động cái tâm dần dần cái ngã sẽ thông hiểu, sẽ đến cái thị trường lành đến với mình sẽ còn. Nếu anh không hạ cái bản ngã của xuống, không tôn trọng pháp thì không chọn ta, là Đức Phật chỉ trong cái môi trường lành, chứ Đức Phật không có thể hiện ở bất cứ giai đoạn nào. Đúng rồi, nhưng mà đến với ta là có duyên. Cái vị ngoại đạo kia biết ta nói sao chứ, giống như Sa Môn Kota Gotama có thể giống tiếng giống con gà gáy, vị này là con gà con được ví dụ á, mà đòi làm giống như con gà cha, nhưng mà nó giống lên giống tiếng giống vào con gà con, không phải giống con gà trống. Rồi Đức Phật giống tiếng giống sư diễn sư tử, còn nó là con chó rừng, nó giống tiếng giống con chó rừng, không phải giống tiếng giống con sư tử. Thầy đọc lại từng nạc kinh Đại Đạo Kinh, phải nói là thầy nhớ thật. Đấy, ví dụ như con nói với thầy, những gì nói lên đều chân thật, được người nghe hiểu biết, khéo lạc vào đầu, khéo ứng với tránh chi tiếng đầu. Con đã nghe trưởng lão dạy rồi. Thì vị này là đang không khởi tâm được luôn, ẩn cho cháu chưa nhớ đâu. Thầy khai mở này con nhớ ngay. Là vì những câu chuyện thầy kể như thế là đã có trong kinh, mà thầy đã nói rồi. Liên hệ mà có dẫn chứng. Trưởng lão dạy là yên tâm là cái điều là xác chứng. Có xác chứng, có dẫn chứng, rồi có lời giải thích đàng hoàng, là làm cho người kia, nếu người kia không thông hiểu, mình có thể dẫn chứng và làm cho thông hiểu như thế nào, hiểu như vậy. Và đấy là gì? Đấy là đang giống tiếng giống con sư tử. Nếu ai có thể làm cho người khác hiểu và phá bỏ mê lầm của người kia, thì có thể là đang giống tiếng giống con sư tử. Đúng không thầy? Ví dụ người ta đang mê lầm, mà thầy chặn được mê lầm, đập bỏ một cách, đập bỏ đúng trên với chánh pháp. Rồi thầy phân tích, giảng giải, phân tích, cắt nghĩa, làm cho người ta hiểu, hoan hỷ, phấn khởi, an lạc, thì đó là thầy đang giống tiếng giống con sư tử. Vâng. Không?
còn nếu không làm cho người ta hoan hỷ ăn lạc thì bà tà pháp thì thành ra lại về chỗ rừng mất đi. Những người về đây mà con nó vô nậu rồi, vô nậu thì phải tu xong rồi chứ. Vô nậu giờ cái kẹo người ta mang về giữa trưa 3 giờ vẫn bỏ mồm ăn. Đi cất thực ở dưới kia người ta để ra bàn, mình chỉ lấy ở cái chỗ bàn thôi chứ. Vâng. Mình còn lấy ở cái chỗ người ta cất đi để ngày mai nữa. Thực phẩm người ta thì đấy là sai rồi. Vâng, pháp ăn tham thì không bao giờ nó vô nậu được. Phạm giới. Phạm nặng ấy chứ. Nát rồi. Nát như tương mà cứ nghĩ là tuổi rồi nhưng mà chứng trong tưởng. Cứ nói là con tu thế đó này kia nhưng mà nói thì mình nói nhiều lần cũng là thôi không nói. Mình ôm bát mà để mấy vị đã sớt bát là đúng nhất. Nếu mà không ôm được vào nhà dân thì các vị mà đứng mà xuất bát như vậy là đúng nhất, là nó để cho tâm mình vẫn phòng hộ được sáu căn, họ bỏ gì họ bỏ, nên là mình ôm vừa đủ ôm về thì đúng nhất. Còn còn cao thượng hơn nữa là đi ra nhà dân thực đó, đó là đấy, đi ôm bát đứng bát không được, còn về nhà thích về trụ xứ để nấu mà ăn không được. Nên thì ông trong kinh thủy là không, trong trụ xứ không có bát đấy, không chấp nhận, không nấu đấy. Mà đi tu mà này còn đi đòi ở bếp này đòi vitamin C với đòi cam quýt thì nước đường nước chanh thì phải nói gì, bệnh tật cũng có. Có ngày khất bánh mì không? Ừ. Ủa bánh mì ấy. Ừ. Có ngày khất trái cây không? Ừ. Có ngày thì ăn bánh đậu xanh thử thách mình. Kẹo không? Có ngày thì cơm thiêu. Ừ. Đấy, từ thế mình biết rằng có con nó khởi, từ nó khởi. Thầy đi vậy là bao nhiêu năm rồi nhỉ? 4 năm về đây quay lại gặp con này, bên trước là bao nhiêu năm? Trước là năm rồi. Dạ? 2 năm 2019 đi đấy, đầu 19 đi. Còn xuất ra bên Myanmar này đi bên kia, đi bên bên Miến. Bên Miến thì nó không khất được hay sao mà cái đất nước của mình nó khất được như thời Đức Phật. Hay, hay đấy, con thấy là bây giờ nó bên kia nó, bên kia nó tổ chức nó ăn là nó lại lấu mặn, nó đổ mặn nó lung lung. Nếu mình không khéo là mình cái gì? Nó không chuẩn, được cái đời sống này nó để ra đời thành khất sĩ. Khất sĩ nó còn duy trì. Nó còn duy trì cái thứ này. Vẫn có cảm ơn vì ông Minh Nhật Quảng ấy. Vẫn còn cái gì thì cái hành thật. Vì sáu tôn giáo lớn mà. Làm trong giáo hội Phật Đản giáo Việt Nam. Bây giờ lại quyền ra người nữa. Trường lão ông nói là nhờ cái ông Minh Đăng Quang ra đời chánh pháp mình ra đời. Vừa tầm, vừa đúng mình vẫn còn giữ lại khảnh thất thực. Thầy xem cái lịch sử của thầy nói câu chuyện này. Các con biết đầu tiên thầy ra thì thầy biết xong thầy thương là người quá, còn thầy là lại giáo hóa thầy mới ra 4 tập đường về chư Phật đầu tiên để thăm dò xem nó thế nào. Khi thăm dò thấy đủ thầy viết 10 tập đấy chứ. Sau này thầy mới triển khai 24 tập sách đạo đức công dân nữa. Thì viết xong rồi vứt ở tu viện. Thế thì con mới thấy là thầy luôn luôn theo dõi cái từ trường nhân quả của Việt Nam có được hưởng hay không, thầy mới viết sách cả. Đấy về sau con có một cái bước chân giải thoát ấy, là dài lắm, họ gửi cho con cái gốc mà thầy viết ra, thầy viết từng tên từng người một, thầy của thầy như nào, đi như nào, anh động họ ra sao như nào, thầy viết hết. Nhưng mà không biết là lâu nay cái email của con gửi họ nó vui rồi, nhưng mà phải nói là thầy cuối cùng nói một lời cuối cùng, thầy ra đi thì không còn để ở lại nữa, không dám nói. Còn trước giáo hóa là viết sách là viết cho nhiều người, mỗi người hiểu bảo không chứng nhận bỏ tên mẹ tuổi. Nhưng mà khi thầy cuối cùng nhập diệt là thầy để lại cái bước chân giải thoát ấy, nó dài lắm thầy, mà một quyển sách khoảng gần 1000 trang ấy, thì con đọc cái còn tức là rơi nước mắt thầy. Thế là rơi mặt của thầy thế nào, thầy tỏ ra sao, cuộc đời thầy thế nào, rồi tu hành như thế này, có những cái thầy không thể nói được ra với công chúng. Nay thầy nói ra để lại cho các con làm hành trang, ai đủ duyên để đọc cái quyển sách này. Như thầy nhé, quý con cũng có cái gì đúng không? Đầu tiên về giá ước nguyện học tới luật đức hạnh thì chẳng có đúng thanh thác cả. Ước nguyện ngay lập thanh hóa. Lập được cả thanh hóa đầu tiên thì ông trọng. Kéo 6 vị về, rồi xong cũng tán nát ấy. Thầy tâm, thầy bầu thầy tâm trưởng làm trưởng bàn quan. Tôi nghĩ rằng mình là cái người mà cùng là gom hết anh em về để lập, nhưng mà mình chẳng làm một cái gì hết, coi như mình không có chân. Cũng bàn cái ông đầu đấy, ông ấy giữ 20 hectare đất thì 20 mẫu thì không được, không ra được, vỡ mà. Đầu tiên là ông trở thành tranh lợi. Ông ấy gặp các sư về đầu tiên là ngài cứ đặt cái thùng tiền để vào các sư thuyết pháp, xong Phật tử đến thả trong đó. Chứ con đi nữa, ông ở đại thừa, ông quen rồi. Con ngày xưa ra con nhiều mà con cũng cái thời con sĩ còn vào đấy rồi mà. Con lập cái thứ hai là tháp bà Ly quản lý giờ mấy thầy chân phương là tu viện mình về đó, là giáo ân viên, nhưng mà thấy không được dựa rồi, lại tiếp tục sang bên này làm tiếp tục đại học, nó cũng tương đối là an toàn, là tự do công an trả ai hỏi thế, giờ lại tự do đi lại muốn đi đâu thì muốn về là vẫn ở trong cái nối đó. Thế là cuối cùng là cái nguyện của con cũng tạo thành nhân duyên cho anh em về nữa, tu tập và cả con với cả thầy tâm chủ nguyện nữa là thành tựu là cái duyên ở đấy. Và sau này có ai về ở núi Sạn
nên là bên mình có bây giờ có đi thoải mái rồi, chỉ về đó tôi tập, nói chung là cả làm tôi được tôi luôn, nhưng mà nó vẫn được cái đó là hứa sẵn. Nên cái ước nguyện của con về thế là thấy thế lúc là mầu nhiệm mình giữ gìn nước ước nguyện cho thành tựu đoàn đoàn có thành tựu. Thầy bảo nói chung là nếu mà đời được Phật rồi con có ngồi thiền kết đi từ thời thế thanh tà thế chân thành này thế thanh quang này cái lúc trước ấy thì ra hành ra nhà con cả rồi giác thức ra rồi nên mấy gì nó ra thì biết con người sai quá con khi biết là con buông bỏ ước nguyện làm trung tâm ăn dưỡng đấy, nhưng mà có làm đâu, đi cấp đất cho thầy Ba Vì rồi có mình con có làm đâu, rồi đi theo tu tu thì thầy bảo về đây người ta cho cúng dường cho 4 lần suốt ngày rồi có người làm đâu, đi về đây thử đi mời mấy người xong bắt đi hết. Vì giới luật của mình nói vậy nhưng mà chưa tinh nghiêm, ăn uống là đến từ trường nó đuổi, tuy người ta lại không tu theo pháp mình nhưng người ta chỉ có đồng thiện thôi đấy thầy đấy. Nói đến nay người ta mang ra là giúp cho mình nhiều đấy, toàn người tu đấy, cả sư cô sư tiếp với sư thầy cả đấy, nhưng họ rất nể mình, họ nể cái phương pháp của mình một năm nay. Họ này nắm họ muốn là cúng dường cho mình còn hơn cúng dường biết bao nhiêu người. Nói chung là pháp của mình nó lan tỏa khắp nơi rồi, mà nó ai giữ gìn và tránh pháp là giữ giới luật ở đấy, nó tránh là tránh pháp phát triển. Nên con còn nhớ lời di chúc của Đức Phật rằng này các thầy này kêu các thầy hãy lấy giới luật của ta thầy đấy, không nương tựa vào ai khác, hoàn toàn lấy tránh pháp chính mình, hay lấy tự mình này các thầy, nghe các thầy kêu các thầy hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, phải không? Hãy sống tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, không nương tựa vào một ai khác. Hãy lấy tránh pháp làm ngọn đèn, làm tránh pháp là nương tựa, không nương tựa vào một ai khác. Đó là lấy luật thứ hai con học thuộc của Đức Trần Lão Huy ra. Này ta thì cho hắc thầy hãy lấy mình làm hoàn đảo, nương tựa cho chính mình, rồi lấy giới luật của ta làm giáo pháp và giới luật của ta là giới luật là giáo pháp và là giới luật của ta làm khuôn phép khép mình trong khuôn vàng thức ngọc. Hãy lấy giới luật của ta làm kỷ luật không hề vi phạm tái phạm. Hãy lấy giới luật của ta làm thầy chỉ đạo tu tập. Đó, đừng lấy ai hiện nay mình. Trong 50 năm mà thầy rồi mình gặp nhau 4 năm nay thì nó thành thầy nữa. Cũng trước con đi mấy thầy lớn thì coi là cũng nhiều Phật tử biết, nhiều người biết, cứ gửi những cái bài pháp của những các cái ông bên Myanmar, Yên Điện, Thanh Nam về đây giảng siêu sang nọ kia, về Việt Nam đón hàng nghìn người, nhưng mà con nghe lại những lời giải thoát là chưa đó, tin chắc là chưa chắc là ngày bữa nó có khi vẫn còn bên Nam Tông vẫn không thấy một không số gì. Một số Phật tử của mình miền Trung mấy cứ cô gì đó ông Trung lại theo các lão Nam Tông đi, nó ngồi cứ lắc như này mà nó nhập vào tử. Thế mà nó thích là bỏ cái pháp mình đi. Không phải đâu đủ duyên đâu, giữ được pháp mà đâu có đủ duyên để mà ấy đâu thầy, đủ duyên mà theo đâu, không phải ai giữ được mà đã theo đâu. Nó pháp mình pháp rắn, pháp mình pháp đi dục, mà trong cái dục nó còn mình không hòng nội căn ngoại căn vào thì làm sao mà nó giữ được. Chắc chắn lắm gì rồi, thầy bảo bây giờ như nãy thầy nói vào riêng cái đi các tập mà còn món ăn món nọ món kia thì nát như tương còn gì, người ta không cho mình tự đấy là mình chết rồi, tầm một lát hay là bây giờ người ta lên người ta cũng dường thì thầy bảo ông Thông Lạc này đi các tập là không nhận tiền, nếu người ta gửi về cúng dường cho tu viện hay con cầm không quá 10 ngày, thế mà tết họ mang lên họ cúng dường mỗi ông mấy trăm nghìn tống vào điện thoại hết, xong rồi dùng tiêu riêng thì coi như là giữ cái sức tiền bạc này ăn cắp rồi. Người ta cúng dường là nơi thất đây là ông ở cái gì, thất ở đây là ông đang ở của người ta, ai ở đây không cư sĩ với cái ngoại đạo. Thế thì thầy biết không, bây giờ ông nợ đấy, ông đừng nói mấy trăm triệu người ta mua này, ông đến này ông tu này mà người ta khấu hao, là người ta khấu hao cho mình để mình giảm cái nợ đi, đi cúng dường đi lấy đủ thứ về bảo phước của mình được thì cúng dường phước lấy về mình không ăn thì linh gạo đi là ăn cắp vì thế đi, đấy là cắp vì thế nó vô si, nó vô mình không thấy được nhân quả đấy. Chính ra con mới thầy chia sẻ còn là làm thông pháp những gì cần thông pháp như này đấy. Từ 4 niệm xứ như là an trú như là 4 niệm xứ này, là quán như thế nào cho thông 4 niệm xứ này, thì cũng từ đấy nhiều khi thương lắm những người mà gặp mình trong một ngày, gặp mình trong 10 ngày, gặp mình trong một tháng về đây mình thấy là những cái gì đấy là cái gì tinh nghiệm, những cái gì mà này nó nổ ra, ví dụ nó vì thế thì không dám nói, nhưng mà nổ ngay cái 10 giới thì sợ rơi rồi, thô quá mà không biết sợ, không có tàn quý,
cứ tưởng là ta là tu thế nọ thế kia, đóng tuyên bố nọ kia, nên là vì nó đi ăn dưỡng nó khác, còn cái đi ăn dưỡng là hồi đời chứ tuổi tu không ăn dưỡng, nợ mà ăn dưỡng là cái dục. Đi về tưởng là mình cầm tiền trong tay là của đâu, cưỡi xe ô tô đi phóng lẻo vèo này, rồi là cưỡi xe máy đẹp đi, tưởng là mang xe đi tu là nó chuẩn đâu. Cái quạt vừa rồi con nó thật với thầy nhá, cái quạt máy này 8 năm nay con không quạt, nó còn giữ như vậy đấy, nóng mấy không quạt, ở ngoài Bắc nóng như vậy 42 độ không quạt, vào đây mà con vẫn còn nơi mưa chưa vậy đâu, mà cách đây 3 ngày 4 ngày họ nói có một người nãng tử họ nói ở trên bảo vệ tranh pháp ấy, và tôi cho như họ nói là trưởng não không cho quạt, quạt tay quạt máy, thời này bây giờ sắm hết quạt là thất rồi, nói vậy nhá. Thì con nhớ lại câu chuyện mà nãy kể với thầy, thầy Trân Thành nói đấy, một hôm thầy nóng quá thầy sang thỉnh pháp thì trưởng não ngồi ở trong cái nhà đằng sau nó kín, mà trong đó bốn quanh nó hẹp nhà ngoài ra kia, chó thì cô Út Triệu Quang cô nuôi rất nhiều, nó ra nó ị ra bốn quanh, mà cái giống đời phân chó nó phải ba nắng rồi nó thối, nó cũng vào mà trưởng não cứ ngồi không quạt gì mà cũng chẳng thấy mồ hôi thầy ra. Thế mà đằng Thành bước vào cái là nó nức cái mùi lên đấy, vì nhà tầm bông mà nó thoáng mà nhìn thấy mà. Thì là thầy biết rồi, khi mà trưởng não bảo là thầy anh Thành này con quạt lên bật cái quạt lên tí, còn hôm nay thời tiết nó nóng đấy, thầy khéo dụ vậy, nhưng mình vẫn vô mình đấy. Vừa rồi là 3 ngày nay con không dùng quạt tay đấy. Còn có làm cái quạt tay như thế này, về đây nó có ở đây rồi chứ con chẳng mua chẳng sắm, nó cắm của ông sư cũ nào ở đây này, cái quạt nhưng mà hôm qua này cái này còn người ta ý đấy. Mày vẫn phạm giới nhá, mày quạt đấy nhá, mày không khổng khăm nghĩ với thời tiết mấy cái vị đi, con lại nhớ đến hình ảnh của ông Minh Tợ đấy. Con cũng là dục đấy. Bây giờ nếu dục mà rồi. Dục thô, dục tế, thục du mà không lê thì dục tế không thấy. Vâng. Thì bây giờ mình căn cứ trên đồ đạc như thầy thế. Cái đồ đạc của con có như nào con nói. Có thầy thì đúng rồi, nó có 3 y rồi, có mỗi cái 10 bình đi rồi. Và chúng con ở thất thì nó còn thuốc men nó kia mình chưa định. Vậy sống đúng giới hạn. Thì tự nhiên là một vị Phật sống. Này con nói trong giáo án này. Đúng rồi, trong giáo án. 25 giới hạn. Họ sống đúng chúng cái giới hạn thừa đó thì họ đã bị cư sĩ đã chảy tóc lên đến đầu xuống hơi họ đi rồi, sống y hệt như thế, không hề bị hạ một lỗi nào. Con sống như vậy nhưng con vẫn còn phạm chứ được về vẫn phạm, nhưng mà nó thì nhỏ là tương đối thôi, nó không có nặng nề nhiều. Đang đi về đến phần tế nhưng còn thô tháo quá, thô tháo áo còn chưa được nên mình đi là mình vi tế, làm sao vi tế được thầy. Nếu con này bây giờ này, con ước nguyện ngày nào đó mua cái điện thoại đi, thì vấn đề điện thoại không có nhà cốc thứ, nhưng thấy nhất không bỏ nhà lớn nữa, bỏ nhà nhỏ không được. Đúng rồi, bỏ nhà lớn là nhỏ đấy, nó vẫn còn những thứ nhiều vậy, còn bao vẫn cốc làm nó khắp nơi đâu đó của mình hết. Đây này, thầy bảo bây giờ tu sĩ là này còn đi đứng tiền mình đất chùa mình các thứ của mình thì chết thường gì đấy. Ngày xưa con đi thầy trên cái quang nhá, mua cái xe này con mua cho thầy đi quang đấy, Hà Nội. Thế là con bảo thầy cứ để cái tên ở Hà Nội rồi đi thầy nhá. Thầy tu sĩ đi qua nó hỏi rồi. Xong thế nào về trang nghe tên Trần Văn Vệ là của Thích Trần Quang à Thanh Quang. Cuối cùng là sau ốm gần chết luôn, xe ô tô ấy. Tài sản rõ ràng đệ tử lớn của thầy Thông Lạc ấy chứ. Thầy còn đệ tử nào? Đệ tử danh tiếng ấy. Danh tiếng đấy, ông ấy viết sách, ông ấy ghi sách mà ông này. Thầy nghe nói thì cũng phản quá. Ông về sau là phản đấy. Khi giới nó ra bị rồi thì phải cái thầy nó bùng ngay, huyết áp của thầy lên 24, không có làm thầm nó cổ sau năm mất 28, nên là nó thật với thầy giới nó nát như thế nói ai nghe đấy. Nên khổ thế là bây giờ thường vậy, như vậy cũng như sang cái cô gì đó ở chị đồng thì cũng bắt đầu là tìm những chỗ khách mà nếu chỗ nào xuống đúng bọn bạn ở gần người đó. Vâng, đúng rồi. Chứ không thể nào mà ông Phạm Phạm được cái ông thì chẳng thất thực rồi. Nói bô lô vào là mặc dù ông là viện trưởng, viện chủ như được cũng nào nói. Làm chủ chỉ viện trưởng, viện chủ và kinh danh. Thì cuối cùng ông còn mà không xuống cũng Phạm Phạm nhanh. Thì chính pháp không còn. Đức chẳng nào đã, Đức Phật đã di chúc. Tai nạn cho ông trước, còn những người em sau là bị sau. Vì đời sống thế là chỉ 10 giới còn chưa đủ, chưa nói cái giới thứ hai, giới ăn, giới 20 giới cái oai nghi, chưa nói cái giới ăn, chỉ nói cái 10 giới đầu.
là không khó rồi. Thế nói thật với thầy là như tầm như mã thầm mã. Không lý do gì mà từ trường này xui đẩy thầy đi bộ từ thành phố Hồ Chí Minh mà 4 năm này quay lại còn rất rất mừng, chiều này rất là vui ấy, vui trong lòng ấy. Rồi sang một người phạm hạnh như vậy, đi bộ cũng vậy nhưng mà lại không bị truyền thông ra. Con định đi vào là về núi Dinh. Truyền thông ra. Nhưng mà lại sao là đặt mà con thỉnh thoảng con lết, con đi người ta đi ra quán bar ra ngoài, người ta là ta phải đi ra giữ được. Ừ. Con này ẩn giống á, đi vào tốt trong á, chẳng ai thấy. Sát đi sát với cái nhà ra kìa. Thông cháu thấy ai quay thế mình đấy, thì... mà trong đó những người mà như mà cái tâm mình bảo nếu mà nó quay mình lên chắc là cũng được, cần có khi cũng được ngang ở người ta này quay hơn nhiều chứ. Mà nói nha, nếu mà nói những bài phát như thầy trò mình đã nói đây nha, cả thế giới phải nhìn thấy lại con giảng lại con phân tích cho nó rõ ràng là ông kêu mình không muốn giao Minh Tuệ không có phân tích được. Thầy Minh Tuệ chỉ nói mấy câu con phân tích cho Minh Tuệ, Minh Tuệ cứng lắm, không bao giờ bác kiểm tra là con đưa ra con phân tích, không bao giờ mở miệng rằng nó một câu nào sai. Con đang sợ là sẽ gặp phải đúng như là thầy Thích Trúc Trai Minh ấy, như cô Phạm Thị Yến chỗ vàng 28, 17, 18, 19 nói rồi xây thầy trong mạng, xong rồi bị mấy vụ rồi, mấy vụ truyền thông nó đã cho gần chết luôn. Thì lúc bây giờ nó lưng lên đấy, nhưng nguy hiểm mai nó hạ xuống nguy hiểm lắm. Không này, nó lên hạ xuống là giống nòi dưới. Giống như cái cậu bé ăn đó. Danh đã nó dập cho, nó sắc nó dập cho. Đấy, hàng nghìn người về thăm cái cậu bé 16 ngày không ăn uống, 16 ngày tháng 6 tháng rồi. 6 tháng ăn uống, bây giờ làm cảnh sát rồi bắt ông vào tù là vì để cho phụ nữ có thai. Báo chí nói chú Bành đó, thầy rõ rõ rồi. Mà trưởng lão cũng chứng kiến cái giải thích về cái vụ 6 tháng rồi. Nguy tưởng, cái đó là cái lực tưởng. Mà tưởng nó vào thì nó dẫn dụ nhanh lắm. Mà nguy hiểm nhất là cứ ước chế tầng. Giờ phải nói thầy trò mình có mấy thầy đây á. Nói lắm. Con mấy thầy bởi vì cái không hiểu mình không hiểu. Cho nên sao? Cho những cái đặc biệt như thế này á, nó mới xem vào nó làm phá mình tu. Đúng rồi. Thấy không? Do thông hiểu những gì cần thông hiểu, chưa thông hiểu. Nên cần những cái người, con mà cần những cái người mà thông hóa, thông suốt nhá. Nhưng mà con nó chỉ thầy tâm chỉ triển khai, thầy tâm chỉ là không chịu triển khai với con, kiểu là không sống. Thầy cứ kiểu như là đã khẳng định mình là giỏi rồi ấy. Ừ. Nhưng mà cái nhập thất ấy, thầy nhập được mấy bữa thầy ra. Còn con phải 4 tháng. Còn thậm chí con còn muốn hơn nữa. Nhưng mà con thấy là chưa đạt được, triển khai thâm sâu ở 3 thiên hành chưa được. Con phải ra con triển khai, con phải chịu khó hạng đã. Không được, cái thầy tâm chỉ thì thầy nghĩa là thầy cũng chắc chắn. Nhưng mà thầy không hiểu sao thầy chỉ nhập được 3 tháng, 3 ngày, 4 ngày, 2 tuần hết cỡ. Mà thầy không nhập nữa. Rồi bây giờ nó đánh. Thì thầy riêng của thầy như vậy mà không có đâm ra là, nhưng mà nói là cái kinh nghiệm ở trong xứ này lúc nhập thất thì là cơm nước sao hay vẫn đi khất thực? Đi khất thực đấy, thì không có phòng tự phòng hồi sau căn tự động cơ để nhập thất. Còn chứ Đức Phật ngày xưa nó có nói thất với phòng gì đâu, phòng ốc gì đâu. Nhập thất là nhập thất, là vẫn ngày ta vẫn đi xin ăn, mà xin một bình. Thầy không nghe đoạn trường nào này, thầy cứ rõ này. Nếu như các con mà tu như thời Đức Phật, thầy cho các con nhập 100% như vậy. Ừ. Còn bây giờ các con phải ra học chánh kiến. Đây là trong giáo án này. Có nói đấy. Các con nó đi được cái khất thực như thời Đức Phật chứng tỏ bây giờ giáo hội thời thì chẳng hạn giáo hội chưa cho ngăn ngặt. Bây giờ thì thời mình quan đấy. Thời này là đúng là nếu tu ở Việt Nam tốt hơn nhiều. Đúng là bây giờ Việt Nam tự do. Hai nữa là làm pháp luật an ninh nó bảo vệ tốt. Nó biết ông nào từ 7 đời chưa nói 3 đời. Cái nói của truyền thống Việt Nam đi thì đạo Phật. Đạo Phật đó. Cho nên Đức thì nói mới biết phải đạo truyền thống Việt Nam đó. Phải nói đó. Rồi khi trinh sát, con nghe nói ở con ông thầy Thanh Đức cũng là công an, bảo nó đi từ đền tảng của Phật giáo, tại sao mà nó bắt những tội phạm nhanh thế, mà công an nước ngoài phải khen công an Việt Nam là giả án rồi. Tại sao nó đi vào nhân quả, nó khuynh vùng nhân quả, những người có nhân quả liên quan, người nào nó khoanh hết vùng và nó điều ra đơn danh hơn còn được. Nhưng vị kia nó chỉ xoay giấy xoay tờ, như nghe thông tin của cái vị công an nói nó xoay những chứng cứ như này, còn Việt Nam không, phải khoanh vùng đã, bắt đầu bao vây những cái vùng đó ra, rồi bắt đầu những cái chi tiết này để cho hoặc là ra danh hơn. Bởi vì kia không được, nó đã đi nhân quả mình, nhân quả do cái nhân quả còn nhân giá. Quả ấy, tất cả là nhân quả hết, chứ chẳng có đúng sai. Còn cái thông suốt những gì, do thông suốt những gì cần thấp suốt này nguy hiểm như thế này thì con lại nói pháp nói gì không có mất lòng, không có phi thời, nói đúng thời, nói đúng lúc, thế nào nói đúng thời, nói đúng lúc, phân tích cắt nghĩa thế nào nói đúng thời, thế nào nói đúng lúc, và thế nào thân hành thiện khẩu hành ba thế này để đi
dụng cái phòng, cả một cái quả đất chi kiến như thế này, cả một cái kho tàng trong chi kiến trong quả đất như này, nó triển khai như thế này đâu phải một hai ngày mà xong, mà nó có duyên mới triển khai được, không có duyên không thể nào bẻ bánh ngay. Nếu như duyên nhiều quá nó cũng không được, mà duyên vừa đủ một đến hai hoặc ba người là cũng, nhưng không thể làm triển khai mà triển khai nhiều thực hành. Trường lão nói là nếu tu là tìm, nếu mà đủ phạm hạnh được cái hai người ba người, chứ còn nếu tu nhiều không được, mà một người tu dễ dạy lắm. Người thì dễ dạy, hai nữa là nếu một người mà sống được một mình thì là tu rất tốt. Vâng. Mà một người không quan trọng là cư không được, một người thì không sống được một mình. Nhưng phải có hai người. Như ông ba vị tôn giả thì nó càng lại ba vị tôn giả nó có được rồi. Vâng, vâng, vâng. Mấy cái ý của huynh đệ con để tu có nghĩa là mấy cái ý tôi thấy đấy, thì con mới thấy nha. Thế vậy mình triển khai này, cái niệm này, cái niệm giới nữa mình đang triển khai nội niệm này, sáu gọi là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ là sáu căn sáu trần, cũng là sáu giới, sáu giới cũng là sáu niệm, cũng là sáu thức, cũng là sáu tầm, cũng là sáu tứ, hiểu không? Để không hiểu để hỏi nha. Mấy con cái này con triển khai thành những đức tâm rất là rõ, là tư duy và tứ là rõ ý. À đúng rồi, ta cái này nhãn tầm nhãn tứ rồi sáu tầm sáu tứ thì thầy tự hiểu nha. Cái tai có tác ý, nghe âm thanh, ta nghe âm thanh, người ta âm thanh hay dở nó cũng tác ý để nó nhập vào, và nó tư duy theo cái âm thanh thì nó cũng tác ý, nó tư duy theo âm thanh, nó gọi tầm tầm cầu. Một là tầm cầu để là cầu cái dục, hai là tầm cầu thiện pháp. Mình sẽ triển khai này, sắc nào khi mắt nhận thức nên thân cận hay không nên thân cận, đừng đã có giảng trong giáo án này rồi. Đâu chúng ta không nghe riêng nghe, mà cái này để chuyên cho tu sĩ, mà tu sĩ bây giờ để đi học cái đức hiếu sinh của cái người cư sĩ này, không nắm bắt được cái đức hiếu sinh của người tu sĩ nó rộng mạng rộng hơn, mà nó triển khai rộng hơn, mà nó bao quát bao trùm luôn cả cái vô động tâm, mà lại cứ cái eo hẹp nhất là mình, cái người tu sĩ không nhìn thấy cái vấn đề của mình cần tu học và độ trình mình đang làm cái điều nào. Do vậy nó bị kẹt, nó do bị kẹt này không thấy điểm, mình cứ cúp lúc thì chạy ra cư sĩ, lúc thì chạy vào nhập thất tu sĩ, và lúc thì nhập thất thì là tới tu sĩ, còn lúc do ức nhập thất, do đâu ức chế, do không thông hiểu, không thông suốt, cuối cùng lâu lâu lại chạy ra làm bếp, lâu lâu lại chạy ra cái tu viện ấy, lâu lâu chạy ra làm bếp. Còn cái đời sống phạm hạnh của mình đây, người tu sĩ là giữ chắc chắn con đường đi rất thật tự mình nuôi mình, phải không? Không nương nhờ vào ai thì có phải cái phạm hạnh của nó rất là chắc chắn, không có mà bị lông này chân lý. Giờ tôi cả đời tôi đi khất thực sự là đã nắm chắc rồi. Bây giờ lúc này tôi đi nhập thất người này nuôi, mai tôi nhập thất người kia, nó là phụ thuộc người ta rồi. Thế cuối cùng mới đại thôi. Hôm nay mình đi là nhiều người cho mình, mỗi người cho một tí thì mình không nợ ai cả. Không phải không nợ ai, vẫn nợ, nhưng mà nợ nó nằm trong cái là phụ thuộc. Sống giống dưới nợ thì ta không nợ. Nếu mà không sống giống dưới nợ ta con có căn cứ mà ta không nợ. Ta không có căn cứ ta mới nợ. Nợ một người là cái ai kết sở. Ý ông Phật ông nói thế, nếu đến một nhà mà giao duyên đủ một bữa ăn ấy, ta khỏi phát, người ta khỏi phát thì mình đến đấy để giao duyên. Còn nếu mình cứ nay đến ngày ấy thấy nó nhiều, nó thức ăn ngon hơn, mai ăn là mình sẽ bị dính. Đúng rồi, thầy nói đúng, nhưng mà mình xét trên nhân duyên này nữa. Như cái ông 3 năm sống một ở cái gốc cây ở bên bờ sông Hằng, người bên bờ sông Hằng đó, trong này có 3 năm có một cái cô đổ sữa, khi mà đổ đầy ấy, ông nói thôi đổ rồi bà chị, thì có nhớ không? Con chưa đọc cái này đấy, nếu mà sáng mới thành chưa đọc cái gì. Thì cái ông này phải có, thì pháp quý mới nói là phải có nhân có duyên.